Xin chào anh em, chào mừng anh em đến với mục soi kèo bóng đá hôm nay. Soi kèo Enchi với Mallorca 2 giờ ngày 11 tháng 10 năm 2022, vòng 8 La Liga. Bất bại trước Mallorca trên sân nhà trong quá khứ, nhưng Enchi phải đối mặt nguy cơ trắng tay rất lớn ở lần gặp gỡ sắp tới. Sở dĩ nói vậy là bởi Enchi đang có sự khởi đầu tệ nhất trong lịch sử câu lạc bộ. Sau 7 vòng đấu, Enchi vẫn chưa biết mùi chiến thắng và đã phải hứng chịu tới 6 thất bại. Trong 7 trận đã qua, Enchi mới ghi được 3 bàn thắng và để lọt lưới tới 18 bàn thua. Là đội bóng có hàng công yếu thứ hai và hàng thủ tệ nhất giải, Enchi hoàn toàn xứng đáng với vị trí đội sổ. Bên phía đối diện, thất bại tối thiểu trước Barcelona ở vòng đấu vừa rồi mới là lần thứ 3 Mallorca trắng tay trong mùa giải năm nay. Khách quan mà nói, có thể cảm thông cho cả 3 trận thua của Mallorca, bởi ngoài Barcelona thì họ đã phải giáp mặt với nhà đương kim vô địch Real Madrid và Real Betis, những cái tên đang góp mặt trong top 4. Ở 4 trận còn lại, Mallorca đã hạ gục Almeria, Rayo Vallecano và chia điểm cùng Athletic Bilbao, Girona. Nhìn chung, Mallorca chỉ thực sự e ngại những ông lớn. Với kèo châu Á là đồng kèo, anh em cân nhắc đội khách. Chốt kèo châu Á, đồng kèo chọn Mallorca full time. Sau 7 vòng đấu, Mallorca ghi được 6 bàn thắng và để lọt lưới 8 bàn thua. Đáng lưu ý, 7 trên 8 bàn thua của Mallorca đến từ 3 thất bại trước Real Madrid, Real Betis và Barcelona. Điều này có nghĩa là Mallorca đã chỉ phải vào lưới nhặt bóng đúng một lần trong 4 trận còn lại. Nếu như Mallorca phần nào cho thấy sự ổn định và lì lợm trước những đối thủ ngang phân, thì phong độ của Enchi chẳng những không hề có dấu hiệu khởi sắc mà còn trở nên tệ hơn. Bằng chứng là Enchi đã chỉ phải nhận 5 bàn thua ở 3 vòng đấu đầu tiên nhưng đều phải vào lưới nhặt bóng ít nhất 2 lần trong 4 vòng đấu kế tiếp, với tổng số bàn thua là 13. Với kèo châu Âu, anh em cân nhắc đội khách. Chốt kèo châu Âu, Mallorca thắng. Nhiều khả năng, 90 phút sắp tới tại Estadio Martinez Valero sẽ diễn ra chặt chẽ và khan hiếm bàn thắng bởi sức tấn công của cả hai đội đều rất hạn chế. 10 trên 12 trận gần nhất của Mallorca khép lại với tối đa 2 lần lưới rung. 6 trên 8 cuộc đụng độ gần nhất giữa Enchi và Mallorca cũng chẳng vượt mức 2 bàn trận. Tuy nhiên, với việc đang ở đội sổ bảng xếp hạng, nhiều khả năng trên sân nhà Enchi sẽ chơi tấn công với kiểu tài xỉu 2.0, anh em cân nhắc cửa tài. Chốt kèo tài xỉu, 2.0 chọn tài full time. Chốt kèo. Kèo châu Á, đồng kèo chọn Mallorca full time. Kèo châu Âu, Mallorca thắng. Kèo tài xỉu, 2.0 chọn tài full time. Dự đoán tỷ số, Enchi 1, Mallorca 2. Chúc các anh em may mắn. Like và subscribe để ủng hộ kênh, cũng như xem những video soi kèo bóng đá mới nhất nhé.